Gan đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, đảm nhận việc lọc độc tố và chuyển hóa dinh dưỡng. Để duy trì sức khỏe của gan, việc xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý là yếu tố quyết định. Dưới đây là 6 loại thực phẩm và đồ uống giúp bổ gan mà bạn có thể dễ dàng áp dụng tại nhà. 1. Hạt ốc chó Hạt ốc chó chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit amin và axit béo omega-3, hỗ trợ giảm viêm và tăng cường, khả năng thải độc của gan. Việc ăn một nắm hạt ốc chó mỗi ngày không chỉ bổ dưỡng mà còn rất thơm ngon. 2. Củ nghệ Với hàm lượng cơ kiêu min, một hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, nghệ có thể cải thiện sức khỏe gan, giảm viêm và ngăn chặn tổn thương do stress oxy hóa. Bạn có thể thêm nghệ vào các món ăn hoặc uống sữa nghệ để nhận được lợi ích của loại củ này. 3. Trà xanh Trà xanh chứa nhiều kết trình, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Các chất chống oxy hóa này không chỉ giảm stress oxy hóa và viêm mà còn có lợi cho chức năng gan, ngăn ngừa các bệnh như tim mạch và tiểu đường. Uống trà xanh thường xuyên giúp bảo vệ gan. 4. Trái cây họ cam quýt. Các loại trái cây như cam, quýt chứa nhiều chất chống oxy hóa như naringin và naringenin, giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương gan. Đồng thời, chúng còn hỗ trợ gan trong việc phân hủy các chất có hại. 5. Rau họ cải. Các loại rau như bông cải xanh, cải bruxell và bắp cải rất giàu glucosinolates, một hợp chất kích hoạt enzyme hỗ trợ gan loại bỏ độc tố. Thêm các loại rau này vào thực đơn hàng tuần sẽ giúp cải thiện sức khỏe gan và tăng cường hương vị cho bữa ăn. 6. Cá hồi. Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3, giúp giảm mỡ trong gan và có đặc tính chống viêm, tốt cho cả gan và tim mạch. Các món cá hồi hấp hoặc nướng không chỉ bổ dưỡng mà còn góp phần duy trì lá gan khỏe mạnh. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.